Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Những người ăn chay trường. Đất nước Bhutan được mệnh danh là đất nước hạnh phúc nhất. Quốc vương Hygmé Khesa Anam Gheo Oanh Chu Cơ sinh năm 1980. Người được thế giới nhìn nhận là một nhà lãnh đạo đương đại ấn tượng nhất. Dưới sự lãnh đạo của ông, đất nước Bhutan được báo chí thế giới ca ngợi là một đất nước có khí hậu trong lành bậc nhất, cũng như danh hiệu đất nước hạnh phúc nhất toàn cầu. Bhutan là một đất nước đặc biệt, dân chúng không sát sanh, không giết bò heo hay gà vịt, không câu cá và bắn chim để ăn thịt, trong nước không có trộm cướp và bạo động. Đi ra khỏi nhà chẳng cần khóa cửa, rau trái thì được trồng 100% theo lối hữu cơ. Họ sống hòa thuận, không cái cỏ. Tuổi thọ trung bình của dân chúng vương quốc này là 90 tuổi trở lên. Ung thư đối với đất nước này là chưa từng có. Điều này chứng minh cho thấy việc ăn chay góp phần rất lớn cho hòa bình thế giới nói chung và vương quốc Bhutan nói riêng. Việc người dân Bhutan không sát sanh mang lại một bầu khí quyển trong lành, cũng như được bao bọc bởi một năng lượng và từ trường an ổn, hạnh phúc. Mọi thiên tai, dịch bệnh đều không có đủ nguyên nhân để xâm nhập vương quốc này. Vì hòa bình thế giới nói chung và tương lai con cháu chúng ta nói riêng, thử hỏi chúng ta có nên từ bỏ các nguyên nhân của khổ đau và bất an không? Xin hãy ăn chay, ngay bây giờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.